đâu sẽ là nhà vô địch Olympic Paris 2024 giải đấu cầu lông danh giá nhất. Cùng xem các thành viên team Vinpy sẽ trả lời như thế nào nhé. Bắt đầu thôi. Rồi, đầu tiên là giáo sư Thảo, thì với anh nghĩ là vận động viên nào sẽ vô địch Olympic Paris 2024 năm nay? Đầu tiên là về đơn nam đi anh. Suzuki. Chứ thông tin thì nói chung là tôi đặt niềm tin tuyệt đối vào Trung Quốc. Đặt niềm tin tuyệt đối vào Trung Quốc. Rồi ok anh, đơn nữ lại. Đó là cuộc chiến giữa An Se-yong, Taiyujin, Yamaguchi và Sư Tử Hống Marin. Nhưng mà tôi vẫn đánh giá cao Chen Yufei. Vẫn là đội Trung Quốc. Trung Quốc. Được rồi, còn đôi nam. Đôi Trung Quốc. Đôi Trung Quốc, đôi trẻ Trung Quốc Liang Quay Kang với Quang Trang. Yes. Ok, rồi đôi nữ. Đôi Trung Quốc. Chen với Fan. Rồi. Và đôi nam nữ. Chắc chắn là đội Trung Quốc. Đội Trung Quốc là trong mạnh nhất, nhưng mà Jesse Way, tôi nghĩ là Jesse Way bởi vì anh ấy đã tích tụ đủ cái tinh hoa động lực phục thù của Olympic 2021. Yes, chạy hết mình tại Olympic này. Vậy rồi. Nói chung là Trung Quốc vô địch năm nội dung. Đúng, đúng. Kèo Olympic Paris 2024 rồi đang rất là sôi nổi luôn. Ngày hôm nay là anh muốn phỏng vấn em về em dự đoán ai sẽ là nhà vô địch ở năm nội dung nhé. Đầu tiên là về đơn nam đi, em nghĩ ai là sẽ vô địch? Đơn nam thì em nghĩ là anh Shiichi. Bởi vì mọi người cũng thấy là những cái trận đó gần đây thì cái phong độ của anh đang rất là cao. Rất là cao đúng không? Anh phải công nhận điều đúng đó. Rồi, đơn nữ là ai? Không biết là mọi người chọn như thế nào, nhưng em lại chọn là Sư Tử Hống Marin. Chị đó nó rất là chiến. Đánh chiến. Mặc dù là thái độ là không tốt lắm. Cái thái độ là cũng hơi xấu nha mọi người, hơi xấu nhưng mà hơi phiền thao xíu, nhưng mà công nhận là chị đó nó rất là chiến. Đúng rồi, lên sân tốc độ rất là cháy đúng không? Chèn ép đối thủ đến ngạt thở. Đúng. Còn về nội dung đôi nam em nghĩ là? Đôi nam thì em không có coi, em không có thích đôi nam lắm. Không thích là bình thường là không thích xem đôi nam. Rồi, tiếp theo là về đôi nữ em nghĩ là? Đôi nữ là em nghĩ là của bên đôi Trung Quốc. Đôi đó cũng khá là mạnh. Rồi, thì cuối cùng là đôi nam nữ thì em nghĩ là cặp nào? Đôi nam nữ thì em nghĩ chắc chắn là cặp của thầy với cô, Jay Si Hoài với Hoàng Như Trung. Ok. Đây, anh New Smoke, người đặt ra khói của team Vinpy. Thì anh nghĩ là ai sẽ là nhà vô địch Olympic Paris 2024 này? Năm nội dung luôn. Năm nội dung luôn. Ok. Đơn nam thì một lòng tin với lại đại đế Victor Asensio. Mặc dù Suzuki đang hạng chống số 1 nhưng không, anh vẫn có một cái niềm tin mãnh liệt rằng đại đế sẽ lấy lại phong độ. Đơn nữ thì nhiều người sẽ dự đoán Asensio nhưng không, với anh đó là sẽ cuộc đua giữa Carolina Marin và Tai Suzin. Anh không đánh giá cao trên Yufei và Yamaguchi nha. Đó là cái nhận định của anh thôi. Tại vì Tai Suzin hiện tại là không sớm thì muộn sẽ là huyền thoại của đơn nữ cầu lông thế giới. Còn Marin thì sao? Cô ấy đã có quá nhiều kinh nghiệm ở Olympic rồi. Bằng chứng là gì? Chiếc huy chương vàng năm 2016 khi đánh bại Pusala Sindhu. Ok anh, rồi còn về đôi nữ? Đôi nữ thì anh sẽ chọn Lee Sohee và Baek Hana. Chứ không phải là cặp của Chae Jin Chen và Chae Ji Fan nha. Đúng, hợp lý bạn. Tại vì hiện tại em thấy là Baek Hana với Lee Sohee phong độ đang rất lên nha. Và đánh thắng đôi số 1 khá là nhiều. Giờ chúng ta đến với nội dung đôi nam. Không phải Liang Quay Khang và Quang Trang. Sự lựa chọn của anh nằm ở Aaron Chia và Sowojit. Uầy, cái tên này lạ nha. Tại vì đó là cái cặp nhiều trận rồi, anh thấy là cái cặp đó rất dễ làm nên bất ngờ. Mà cái cặp đó là nhà đương kim vô địch thế giới 2022 đó anh. Có dữ kiện, có bằng chứng đàng hoàng đó. Cuối cùng sẽ là đôi nam nữ. Đôi nam nữ, trời ơi, còn ai vào đây nữa? Giang Si Quay, Hoàng Gia Trong thôi chứ sao giờ. Giang Si Quay đã từng thua ở Olympic 2021. Điều đó làm sao dấy lên cái nỗi quyết tâm khao khát giành được tấm huy chương vàng. Dạ. Tại vì anh ấy đã rất gần rồi. Đã rất gần rồi. Nhưng xui, cặp đồng hương đánh quá hay thôi. Một chín một mười đó anh. Đúng. Nhưng mà mong ở kỳ này là chắc chắn là Giang Si Quay và Trong sẽ vô địch. Quyết tâm rất cao, quyết anh tâm, nghĩ vậy. Quyết tâm. Cái góc nhìn, cái nhận định của em đâu sẽ là nhà vô địch Olympic ở cả năm nội dung. Rồi ok, đầu tiên vẫn phải là đơn nam đi anh ạ. Đơn nam rồi. Em vẫn đặt niềm tin với lại đại đế Asensio. Kênh của Asensio á, anh phải xem. Là mấy ngày nay là ảnh đăng tải những cái chuyến đi mà xong mà tập huấn á, em thấy ảnh đánh ghê lắm. Kiểu như là em cũng thích cái lối đánh của Asensio á. Em nghĩ là Asensio sẽ vô địch và cũng như là đây có thể sẽ là thế vận hội cuối cùng của anh. Nếu mà anh nghĩ là vô Asensio vô địch kỳ này là khả năng rất cao, anh sẽ giải nghệ luôn. Dạ đúng tại rồi. Vì là quá nhiều thành tích rồi. Đôi nam thì em sẽ nghĩ là cặp Liang Wei Kang với lại Quang Trang. Kiểu như hiện tại là họ đang đánh đăng bay quá rồi. Không bảo tốt. Đôi nam nữ thì bắt buộc thôi, không còn sự lựa chọn nào khác ngoài Hoàng Gia Trong với lại Jesse Way. Quá mạnh. Dạ. Quá mạnh đúng không? OB quá. OB. Kiểu nếu mà có cặp của Hàn Quốc đi, nhưng mà cặp Kỵ Rơ cũng vô cũng thua. Đơn nữ thì em vẫn nghĩ là Asejong. Đơn nữ là Asejong. Dạ. Asejong. Mặc dù em thấy hiện tại là Asejong chấn thương rất nhiều, mà em vẫn đặt niềm tin vào Asejong. Đúng rồi. Thì em thấy như thế nào? Kiểu dạng như là Asejong có sức trẻ, với lại là Asejong chưa có những thành tích cao như là Olympic này kia. Em nghĩ là Asejong vẫn sẽ đặt một cái gọi là động lực gì đó để cháy hết mình trong những cái giải đấu lớn như thế này. Vâng, đôi nữ, em nghĩ là đôi nữ hả? Đôi nữ thì vẫn là Baek Hana với Lee Sohee. Baek Hana với Lee Sohee, tại sao em không chọn đôi hạng giống số 1 là Chen Yingchen với Chae Ji Fan của Trung Quốc? Anh thấy những cái trận gần đây không? Cặp Trung Quốc gặp cặp của bên Hàn Quốc.
thì lại thường hay thua. Lỡ mà hai cặp đó vô chung kết đi thì là lấy cái rơ kỵ nhau như thế nữa thì cặp Hàn Quốc lại lên vô địch. Nếu mà về phong độ mà đánh tốt đồ từ đầu đến cuối luôn là hai cặp đó, nếu mà không có gì xảy ra sẽ hạt giống số 1 sẽ đụng hạt giống số 2. Đúng rồi. Vô chung kết đó. Chung kết thì nếu mà chung kết thì kỵ rơ rồi, Hàn Quốc sẽ ăn. Với một người mà nghiên cứu giải đấu nhiều như anh hả? Đầu tiên là về nội dung đơn nam, anh nghĩ nhà vô địch Olympic Paris 2024 anh đặt hết niềm tin vào Jordan Christie. Tại sao? Arsenal là có chức vô địch rồi. Còn COG hồi xưa bị một cái khó chịu là anh ta mà thi đấu đánh với idol của anh Bota mà đánh tiệm 20 xong mà cái bỏ bị cấm thi đấu đó. Là anh không thích về COG lắm, mặc dù đánh rất hay. Có những pha đập chéo rất gắt, rất bén luôn. Nhưng mà Jordan Christie bị sự đép vô một cái bảng là anh ta phải đánh với ba vận động viên khác rồi chọn ra một thôi, và vô đó anh ta phải tiếp tục đánh theo cái vòng loại nó mới được vô tứ kết. Là thành ra với cái góc nhìn của anh á, nếu mà Christie thắng tại cái kỳ Olympic Paris 2024 này, nó sẽ là một cái chiến thắng rất là huy hoàng, và khi mà thắng là gọi là vươn lên đỉnh cao, gọi là lịch sử luôn đó. Có nghĩa là đây là một cái dấu mốc lịch sử. Đúng rồi, và Christie á là một cái người khi mà thi đấu trên sân anh thấy là một trong những cái vận động viên có thể lực phải gọi là bền nhất ở nội dung đơn nam, đánh rất bền, rất là trâu. Tại vì đánh có thể đánh với đại đế, có thắng đại đế, có đánh với siêu kỳ, có thắng siêu kỳ, và đánh với tay vợt nào cũng đã từng thắng rồi. Và cái thể lực khi mà anh ta đánh qua cái C3 mà đánh căng với những đêm cuối cùng thì thể lực còn rất tốt. Nên là anh vẫn đặt niềm tin vào Jordan Christie tại kỳ Olympic Paris 2024 này. Đơn nữ thì anh nhìn nhận đơn nữ vào năm nay anh sẽ lựa chọn về Anh Sejon. Mặc dù mọi người có thể nhìn thấy là Anh Sejon bị cái chân quấn rất là nhiều mà phải quấn chặt hai bên này để đẩy cái khớp để cô ta chạy tốt hơn. Về cái độ phát triển của Anh Sejon thì hồi xưa là mình chỉ thấy là Anh Sejon quấn điều cầu qua lại ổn tốt, đu quán cầu tốt. Nhưng mà hiện tại em thấy là Anh Sejon có cải thiện được cú đập rồi. Và hiện tại là đã quay trở lại và phong độ cũng đã tốt rồi. Dạ đúng rồi. Đó, cứ Anh Sejon với Chen Yufei thôi. Nhưng mà anh nghĩ thì anh sẽ đặt niềm tin vào Anh Sejon với một cái lối đánh bền bỉ, kiên cường, không khuất, vậy là không bỏ cuộc. Nếu mà đôi nam tại cái kỳ Olympic Paris 2024 này rất khó đoán nha. Dạ, tại vì rồi. Nó những cái đôi nam nó trên ngang nhau rồi, nó không có gì quá là chênh lệch nhiều. Nhưng mà nếu mà để xem thi đấu mà về đôi nam anh thích nhất là đôi Liang Wei-Chang với Wang Chang. Anh thích đôi nhất bởi vì hai tay vợt thứ nhất là trẻ và hai là đập rất mạnh. Và về cái ban huấn luyện viên của Trung Quốc vẫn là một cái gì đó này nọ, đứng ngoài thế lực về sau đánh, nhìn nhận trận đấu đồ rất là hay. Và khi mà đến Olympic á, thì các huấn luyện viên Trung Quốc khi mà họ đầu tư chất xám đồ vô, họ nghiên cứu đối thủ rồi mọi thứ làm rất là tốt. Nói chung là anh sẽ đặt cược vào Liang Wei-Chang với Wang Chang vô địch. Kế tiếp là về đôi nữ, anh đặt niềm tin vào đôi Park Hana với Lee Soo Hee. Tại vì cái đôi đó nếu mà tính thời điểm hiện tại đó, nó quýnh tốt quá, ít khư cầu, khư cầu quýnh dạng ổn định rất là tốt. Và đôi hàng họ đánh hầu bọc lót cho nhau rất là tốt luôn. Dạ, đúng rồi. Đánh kiểu như chèn thay chỗ cho nhau rất là tốt. Và cái đôi Trung Quốc hiện tại là anh thấy là một phần là đang bị phong độ đi xuống, đôi hàng thắng khá là nhiều. Là thành ra là một đôi top 1, một đôi top 2. Là nếu mà gặp nhau ở chung kết không có gì xảy ra thì anh nghĩ là đôi Park Hana với Lee Soo Hee sẽ vô địch. Em cũng nghĩ như thế. Đôi nam nữ thì khả năng rất cao là Yang Siwei với Hoan Ya Chong là vô địch. Thì anh cũng nghĩ là đôi đó sẽ vô địch thôi. Không có gì quá đặc biệt, nhưng mà không biết là tại cái kỳ Olympic 2024 Paris này là Hoan Dong Binh có cản chân tiếp về Yang Siwei của Hoan Ya Chong hay không. Tại vì Hoan Dong Binh đánh với một cái tay vợt trẻ rất là hay. Chiều cao tốt, đặt cầu mạnh và hai người cũng hiểu với nhau. Và Hoan Dong Binh là từng vô địch Olympic Tokyo 2021 nữa. Và Yang Siwei thì bị một cái là về tâm lý thi đấu. Ở những cái điểm cuối anh ta không có kiềm chế được cảm xúc của mình. Nên là anh nghĩ là Yang Siwei nếu mà thi đấu tốt, đúng phong độ và biết kiềm chế cảm xúc của mình thì khả năng vô địch cao. Đó, thì đó là cái góc nhìn của toàn bộ team VNB về ai sẽ là nhà vô địch Olympic Paris 2024. Còn với các bạn thì sao, các bạn nghĩ như thế nào thì cứ thoải mái comment bên dưới đóng góp cho cái video này thêm hay, sinh động nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu hay thì để lại cho mình một like và một subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại.